Các bạn ơi, hôm nay mình cho bạn đời mình ăn chay một bữa nha các bạn. Hôm nay là ngày rằm, nhưng mình cho ăn với trứng. Trứng này là trứng lạc chứ không phải trứng lộn. Trứng lộn là không nên ăn rồi. Đây là hành, hoa hành. Mình cũng không cử hành tỏi đâu nha các bạn. Mình ăn chay theo cái kiểu tiến bộ, quan quan niệm chứ quan điểm chứ không phải là mình ăn chay theo cái kiểu cực đoan nha. Cần tây, trứng, cà rốt và nấm nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm trứng chiên với rau nấm. Tất cả đều mình sắc nhuyễn ra nha các bạn. Đây là cần, mùi cần. Đây là hành, hành tây. Đây là nấm, mình cũng sắc nhuyễn nha các bạn. Nấm này nấm kim châm. Các bạn ơi, cái dĩa rau của mình đã sắc xong rồi nè. Bây giờ mình xử lý nó nha, mình không có làm để sống như vậy, mình trộn vô trứng nha các bạn. Mình chế vô chảo một miếng dầu chút xíu thôi. Ở đây ở nhà mình nay hết tiêu rồi. Phải còn bỏ vô chút xíu tiêu cho nó ngon các bạn, còn miếng. Rồi, bây giờ mình bỏ rau vô mình xào trước. Tại vì trứng nó nhanh chín lắm các bạn. Trứng nó nhanh chín lắm, mình phải cho rau xào để rau nó ngấm ra gia vị mà nó chín, nó kịp chín để nó sống thì ăn có hăng mùi mùi nè, cần với hành này. Mà chín quá thì cũng không ngon đâu nha các bạn. Chín quá thì không ngon, mà không kịp chín cũng không ngon. Trong nấm này nó ngọt dữ lắm rồi, cà rốt cũng ngọt nữa. Bạn nêm như đây một chút xíu bột nêm nha. Đây là cái cách xào của mình, chút xíu thôi. Nếu các bạn ít ăn dầu thì các bạn đập trứng vô đây luôn. Còn người nào mà chịu ăn dầu được thì các bạn đổ ra tô nè, xào sơ vậy thôi. Xào sơ đổ ra tô nè các bạn. Đổ ra cái tô như thế này. Rồi đập trứng vô. Đây là cái cách làm của mình. Đồ nó rẻ, trứng cũng rẻ, ăn thì nó bổ dưỡng nhưng mà phải biết cách làm nữa. Cái làm sao cho nó ngon. Làm vậy thì rau củ nó xìu hết rồi, nó hòa quyện với là bột nêm nha. Đó. Rồi bây giờ mình làm cho sạch cái chảo này đi. Đập trứng vô nha các bạn. Hai người ăn cả ngày mình cho ba cái trứng cũng được. Đây là trứng gà, còn trứng vịt thì ăn một cái trứng vịt thôi nha, chứ không được ăn hai cái đâu. Trứng gà thì cái lòng trắng nó nhiều hơn lòng đỏ, ít cholesterol hơn. Mà lòng trắng thì ăn cũng giảm béo nữa. Nó canxi nhiều ở nằm trong lòng trắng. Lòng đỏ nó cholesterol nhiều, bổ nhiều. Giờ mình đánh lên nha. Không có khó, nhưng mà khi mà mình xào xong rồi mình chiên nó dễ lắm các bạn. Nó rau nó xìu bớt rồi. Rất là ngon luôn, trứng chiên rau nấm này dụ người ăn chay ăn mặn gì cũng được nha các bạn. Qua đây
thì mình đổ vô đây một chút xíu dầu. Mình ăn củ dầu cũng ít, mình không có ăn dầu nhiều đâu nha các bạn. Ăn ít dầu. Lắc cái chảo nè. Đổ vô nha. Phèo đó các bạn. Ăn về giảm béo nè các bạn ơi. Cho vô chút xíu bột nữa là ăn nghỉ ăn cơm luôn. Có tinh bột nghỉ cơm luôn. Rất là ngon, thơm dữ lắm luôn đó các bạn. Rất là thơm. Trứng chiên rau nấm của mình chuẩn sắp xong rồi. Xin mời nha. Theo bạn, món này là món ăn cơm hay là món ăn chơi? Đó, thơm nước mũi luôn các bạn ơi. Rất ngon nha, xin mời.